Thưa quý vị, song song với những diễn biến hấp dẫn của các trận đấu tại Futsal Trường Hề Đồng Tháp, chúng tôi cũng đi tìm những câu chuyện bên lề thú vị ở giải đấu năm nay. Nếu như trong các bản tin trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị thủ môn Ngô Đình Thuận là cựu thủ môn của Futsal Việt Nam từng tham dự World Cup, thì trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một nhân vật khác cũng đại diện cho Việt Nam tham dự World Cup, nhưng không phải là trên cương vị cầu thủ. Vậy đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Năm 2016 là kỷ niệm đáng nhớ với Futsal Việt Nam khi đội tuyển lần đầu tiên tham dự World Cup ở Colombia. Với cá nhân trọng tài Trương Quốc Dũng thì năm đó cũng là thời điểm mà vị vua áo đen sẽ không bao giờ quên trong sự nghiệp cầm còi của mình, khi trọng tài Trương Quốc Dũng lần đầu được FIFA triệu tập để bắt chính tại World Cup Futsal. Đây là lần đầu tiên một trọng tài Việt Nam có vinh dự được điều khiển ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu mà nói về khi mà nhận được cái thông báo mà là nằm trong cái 10 trọng tài của AFC mà tham dự World Cup thì một cái điều đầu tiên nó thật sự là nó là cái vinh dự của cá nhân, mà nó cũng là của tất cả trọng tài Việt Nam. Tôi nằm trong một top những trọng tài trẻ, thì thường là trọng tài trẻ thì họ cũng chưa biết mình là như thế nào, thì được thổi phân công được thổi một trận Argentina với Solomon, thì sau đó thì Argentina vô địch. À, thì nó một kỷ niệm. Những kỷ niệm trong lần đầu tiên được bắt chính ở World Cup là niềm động lực để trọng tài Trương Quốc Dũng không ngừng nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp cầm còi của mình. Hơn 17 năm gắn bó với sàn đấu Futsal, từ các giải phong trào đến chuyên nghiệp, đã cho vị trọng tài không ít những niềm vui nỗi buồn với nghề làm dâu trăm họ này. Thực sự là tôi rất là thích làm phong trào. Phong trào nó cho tôi rất là nhiều, từ các trận mạc, từ cái áp lực. Tại vì khi mà làm phong trào nhiều rồi, tôi thấy có hai vấn đề. Thứ nhất là về nhân sự thi đấu, và thứ hai mà cái liên quan đến trọng tài là bạo lực nó luôn chật chờ. Thì khi mà mình điều hành những trận đấu phủi á, thì mình dĩ nhiên là luật thì mình phải nắm, nhưng mà có những trận đấu mình phải đồng cảm với nó, đồng cảm với trận đấu, đồng cảm với đội bóng, đồng cảm với huấn luyện viên, kể cả cái giải đấu nữa. Đây là năm thứ hai trọng tài Trương Quốc Dũng điều khiển các trận đấu tại giải Futsal Trường Hề Đồng Tháp. Trên sân, người xem có thể nhìn thấy bản lĩnh, sự điềm tĩnh trong những tình huống xử lý đầy tính chuyên nghiệp của vị trọng tài này. Các lỗi của cầu thủ được trọng tài giải thích cặn kẽ trước khi ra quyết định. Sự xuất hiện của trọng tài FIFA Trương Quốc Dũng đã giúp cho tính chuyên môn của giải Futsal Trường Hề Đồng Tháp được nâng tầm rõ rệt. Ngô Đình Thuận và Trương Quốc Dũng là hai gương mặt đã đóng góp và mang lại vinh quang cho Futsal Việt Nam trong quá khứ. Những con người từng đại diện cho Việt Nam tham dự World Cup đều đã cống hiến hết mình cho giải Futsal Trường Hề Đồng Tháp ở những phương diện khác nhau trên sân đấu.